người lái dạng diều để phát sóng internet, Facebook vừa nộp bằng sáng chế cho một thiết bị không người lái dựa trên nguyên lý hoạt động của những cánh diều. Sáng chế này mô tả về các vật thể được gắn lên hai chiếc diều có độ cao khác nhau, mỗi chiếc có khả năng điều khiển và hoạt động độc lập. Dù chưa có thông tin cụ thể về mục đích, Facebook bằng sáng chế này cho thấy mạng xã hội của tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn quan tâm đến những thiết bị bay ngay cả khi đã thu nhỏ dự án máy bay không người lái Aquila, mẫu máy bay không người lái do Facebook phát triển có thể được điều khiển từ xa từ mặt đất đồng thời tự tạo ra năng lượng nhờ các tấm pin mặt trời và chuyển động. Tuy vậy, nếu chỉ dựa trên hình vẽ minh họa, sẽ rất khó để tưởng tượng ra được cơ chế làm việc của thiết bị này. Bằng sáng chế cho thấy Facebook đã hạn chế cân nặng, chi phí và kích thước để giữ phương tiện ở trên cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, kích thước của chiếc drone này có thể rất lớn bởi dây buộc của nó dài tới hàng km, dù đi theo một phong cách hoàn toàn mới trong việc phát triển những phương tiện bay không người lái. Mục đích của Facebook là muốn biến chúng trở thành các điểm phát sóng Wi-Fi để phục vụ nhu cầu kết nối internet.